Một người cựu dân biểu chính thức ông ta đã bị buộc tội hối lộ bầu cử vì ông ta đã nhét thêm phiếu lậu vào cái thùng phiếu, thưa quý vị. Ông cựu nghị sĩ này của tiểu bang Philadelphia thì trước đây ông ta bị cơ quan FBI kết án, ông tên là ông Abscam, thưa quý vị. Ông ta bị buộc tội hối lộ với một người quan chức bầu cử để mà ông ta bỏ thêm phiếu bất hợp pháp cho một số những người ứng cử viên trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Đây là cái lời tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đây, một người cũng bị liên quan, đó là ông Michael Myers. Ông này là một người lobbyist, thưa quý vị, tức là tư vấn chiến dịch tranh cử. Thì ông này, ông ta đã trả tiền cho ông thẩm phán của tiểu bang, ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Philadelphia, thưa quý vị, vào năm 2014, 2015 và 2016. Thì cái bản án nó nói như vậy. Trong cái bản cáo trạng thì được tiết lộ vào ngày 23 tháng 7 ngày hôm nay, đã cáo buộc ông Myers, ông Michael Myers 77 tuổi, với cái tội danh rằng là đã đưa tiền cho ông thẩm phán Abscam từ 300 cho đến 3.000 đô la mà thôi, thưa quý vị, để mà bỏ thêm những cái lá phiếu vào cái thùng phiếu. Thì ông Michael Myers và kể cả ông Abscam là những người của bên đảng Dân Chủ, thì họ đã bỏ thêm những cái lá phiếu mà họ ủng hộ cho những người ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong cái khu vực mà của tiểu bang Philadelphia này, để mà họ giành được những cái lá phiếu chiến thắng cho những người mà họ ủng hộ. Thì đây, thưa anh, là một trong những cái động thái mà gian lận của đảng Dân Chủ trong những cái kỳ mà bầu cử vừa qua. Thì trong quá khứ chúng ta không thấy những cái vụ mà bắt bớ kiện tụng như thế này xảy ra, tại vì trong những cái thời đại của các tổng thống của đảng Dân Chủ thì dĩ nhiên không bao giờ họ sẽ lôi những cái chuyện này ra ngoài ánh sáng hoặc là media để mà cho mọi người biết. Thì đây là lần đầu tiên mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump họ rất là tích cực để mà phá vỡ tất cả những cái hành động gian dối, gian lận trong sự việc bầu cử của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Và ngoài ra, thưa quý vị, đây là một cái vấn đề mà nó là principle, không phải là họ ăn gian mấy trăm phiếu, mấy ngàn phiếu, nhưng mà là dù một phiếu đi nữa thì nó cũng làm mất đi cái tính trung thực, cái sự xác thực của cái nền dân chủ của Hoa Kỳ của chúng ta. Cho nên đây là một cái bản án rất là quan trọng để mà giàn mặt cho tất cả các người dân Hoa Kỳ trong tương lai. Nếu mà người nào có những cái hành động mà gian lận như vậy thì sẽ phải đối mặt với những cái trọng tội rất là lớn, thưa anh. Ngoài ra nó còn những cái lặt vặt như vậy, thưa quý vị, là chúng tôi có đọc được một cái tin, tức là cái kỳ vừa rồi đó, kỳ mà chúng ta làm cái poll vừa rồi đó, về kiểm tra dân số đó, quý vị nhớ không? 10 năm một lần đó, thì họ dùng cả những người lậu mà bằng cách này kia họ cũng cho vô. Và chúng ta nhớ là mỗi lần như vậy họ phân lại cái số dân từng cái tiểu bang, từng vùng, và sẽ được thêm các đại biểu, có thể được thêm một dân biểu chẳng hạn, hai dân biểu ví dụ. Cho nên ngay cả những cái đó họ cũng đã tính là có những gian lận rồi, cho nên có thể là có, vì sao cái phiếu, quý vị nhớ không, cái ghế của dân biểu chẳng hạn, nó sẽ tăng thêm cho một tiểu bang này chẳng hạn. Thì ra là ngay cả cái điều tra dân số đó cũng có cái âm mưu của nhóm dân chủ, họ có tính. Thì ra vì thế họ nói là rất kỳ, thì bầu này rất nguy hiểm ở cái là họ với mọi cái thủ thuật họ đem ra hết đó, mà trong khi nếu mà chịu thua bằng một cái công bình minh bạch thì ông Trump, ông tổng thống Trump nói là đồng ý, nhưng mà nếu mình chỉ thua vì những ma mánh thì là quả là quá oan uổng đó, mà mất hết cơ hội, bởi vì ông ta đang dở dang, ông ta muốn hoàn tất cái, bởi vì chúng ta nhớ kỳ tới này dù cho bên nào thắng, chúng tôi nói nha, ngay cả ông Biden thắng hay ông Trump thắng đều rất khổ, tại vì chúng ta bây giờ đất nước tôi đang tan hoang, bây giờ cái nhiệm kỳ thứ nhì thì sẽ chỉ lo hàn gắn các cái vết thương thôi, hàn gắn những thương đau thôi, thì cũng đã mệt rồi, vì thế không? Bởi vì bây giờ đang ở một cái giai đoạn khó khăn nhất, bởi trong mấy trăm năm lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một cái hiện tượng mà tất cả kinh tế tự nhiên mình đóng cửa hết, tất cả con chúng ta willing tự đóng cửa thôi chỉ vì cái vi khuẩn. Chính vì thế mà bây giờ tổng thống nào đã cử thì nhiệm vụ cũng rất khó khăn. Có điều là chúng tôi trình bày để quý vị thấy đó, tổng thống Trump rất muốn ông ta cố gắng được cái nhiệm kỳ 2 để ông ta hoàn tất những cái điều ông ta đang làm dở dang đây, thưa quý vị.